Hello, xin chào mọi người. Mình tên là A Quân, là người Trung Quốc. Đã du học ở Việt Nam được 2 năm rồi. Mình nói tiếng Việt chưa được tốt, học là sai, mọi người là đừng có cười nhé. Mong là mọi người là giúp mình sửa lại. Ok, hôm nay là mình bắt đầu là giới thiệu là sản phẩm là công ty của mình, Khơ Chua. Công ty mình là chuyên sản xuất màn hình quảng cáo LED, LCD, làm về nghề này hơn mấy năm rồi, quá chuyên nghiệp. Ý tưởng là của công ty bọn em là hướng vào con người, chất lượng là đầu tiên, công nghệ hàng đầu, dịch vụ chân thành. Máy sử dụng quảng cáo này ở khắp nơi, sử dụng trong các khách sạn, sân bay, nhà ga, trung tâm mua sắm lớn, chuỗi cửa hàng 4S, vân vân. Máy quảng cáo này sử dụng kính cường lực siêu trắng, tiền tự tổ truyền sáng lên đến 96%. Chúng ta có thể thay rằng chất liệu là của thân xe. Bên ngoài được làm bằng khung hợp kim nhôm và khung hợp kim loại. Hình thức bên ngoài có màu sắc đẹp, được niêm phòng và bảo vệ chắc chắn, có thể dễ dàng chống chọi với các môi trường khắc nghiệt khác nhau. 4 mẫu này quảng cáo chiều rộng này phân biệt là 43, 49, 55 và 65 mm. Đây là kích thước thường trong kho là có hàng sẵn. Tất nhiên là bên mình là nhà máy, bạn có là nhu cầu gì, kích thước như thế nào báo cho mình sẽ đáp ứng hết được. Công ty mình là có đội ngũ là thiết kế, phần mềm và phần cứng là riêng của nhà mình, chỉ cần báo cho mình ok hết được. Sản phẩm của chúng tôi là có là chiều dọc và là chiều đường, có là chức năng là cảm ứng. Nếu các bạn là muốn tiết kiệm chi phí hoặc là một số trường hợp là không cần thiết là cảm ứng, em là ý kiến các chị thì dùng cái loại là không cảm ứng, nó giá rẻ hơn nhiều, rẻ hơn 600 đến 800 tệ. Công ty bên em ấy là cảm ứng là có chia thành là cảm ứng tiền dung và cảm ứng là hồng ngoại. Là anh chị là cũng biết là hai loại cảm ứng này có gì khác nhau không? Là sau em báo cho các chị. Nó phụ thuộc vào quy mô và tỷ điểm. Kích cỡ dưới 32 ấy, các bạn là dùng cái tiền dung tốt hơn, tại vì sản phẩm nó đẹp, giá cả nó cũng tốt. Nếu mà cỡ là lớn hơn 32 đấy, các bạn là dùng của loại là hồng ngoại đi. Hồng ngoại ấy, thì nó hiệu suất cao hơn, cả hai chức năng như nhau cả. Mới một chút khác biệt là màn hình là cảm ứng hồng ngoại ấy, nó có lánh, máy dày hơn, nặng hơn, nhưng giá thành là rất chi là rẻ. Ưu điểm của nó ấy, thì là có thể kích cỡ nào có thể theo của mình yêu cầu làm được. Bây giờ là có một loại sản phẩm bán rất là tốt, đây là màn hình là zoom là một thể, máy đó rất là đẹp, nó là mỏng mà nhẹ. Nhưng mà sản phẩm đấy ấy, thì là nó là một cái mặt phẳng, giá thành hơi cao mà là rất là dễ vỡ. Kích cỡ là còn nó to nhất là hiện tại là của bên em làm là 65 mm, như đằng sau cái này là 55 mm. Đấy, nó một cái như một cái mặt phẳng rất là đẹp. Cái này là hồng ngoại. Hồng ngoại ấy, thì nó bên cạnh ấy, thì nó sẽ có một cái ao dày như này này. Nhưng mà cái này thì kích cỡ nó sẽ theo yêu cầu của mình làm được. Đấy, em nói như thế là các anh chị có hiểu không? Chất lượng sản phẩm của chúng tôi rất tốt. Tất cả đều có độ phân giải cao, phù hợp trung thực mọi màu sắc, hiển thị đồng chi tiết nổi bật, hình ảnh sóng động, chất lượng hình ảnh tinh tế và hiệu ứng âm thanh vòng 3D không gian, không chỉ rõ ràng để nghe mà còn rõ ràng để xem. Ngoài ra còn hẹn đường tắt nguồn và khe đóng lại, hẹn giờ bật và tắt nguồn, tính thức từ xa, giám sát đô quân và các chức năng khác. Có hai lựa chọn hệ thống là cho là các bạn chọn được. Một là hệ thống là Android là A83 328 hỗ trợ là có dây và không dây. Một hệ thống đó là Windows là mạch chủ là i3, i5, i7. Bạn có thể xuất là thông tin là chương trình qua là USB hoặc là có thể xuất là bản là thông tin là từ xa trong nền. Các tài liệu là các bạn là có thể tải qua mạng hoặc là nền có thể là được kiểm soát là thống nhất được. Nó như là một cái máy tính lớn, không cần học thêm gì cả, rất là đơn giản thôi. Nếu đồng vận chuyển cặp ngành và xa, chúng ta sử dụng shop và hộp đóng gói lại. Phương pháp đóng gói của hộp gỗ được ban hành để đảm bảo rằng hàng hóa của bạn được an toàn và hiệu quả. Tất nhiên là các bạn là có gì thắc mắc có thể là nhắn tin riêng cho mình. Mình tên là A Quân. Tạm biệt lần này, mình gặp lại lần sau nhé.